Năm 2022, tầm gửi cây gạo là một trong bốn sản phẩm của huyện Tam Nông được công nhận sản phẩm đạt ô 3 sao. Với tiềm năng lợi thế sẵn có, huyện Tam Nông đang nỗ lực xây dựng thương hiệu chiết xuất từ tầm gửi cây gạo từng bước chinh phục thị trường trong và ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thống ở xã Hiền Quan hiện đang sở hữu số cây tầm gửi gạo nhiều nhất trong xã với 32 cây gạo tía Mỗi vụ, gia đình ông thu hoạch được từ 7 tạ đến 1 tấn tầm gửi với mức thu nhập khoảng 700 triệu đồng một năm. Từ khi sản phẩm cây tầm gửi cây gạo này được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao do tỉnh công nhận ấy, thì sản lượng của nhà tôi bán ra ra thấy là cho khách của khắp mọi miền Tổ quốc về đây mua rất đông và tăng sản lượng thêm khoảng 2-30%. Hiện nay trên địa bàn huyện Tam Nông có khoảng trên 300 cây gạo, mỗi một năm cho thu hoạch từ 5 đến 6 tấn tầm gửi, tập trung chủ yếu tại xã Hiền Quan. Để nâng cao giá trị sản phẩm từ tầm gửi cây gạo, đồng thời đẩy mạnh liên kết sản xuất trong việc cung ứng sản phẩm ra thị trường, hợp tác xã dịch vụ thủy lợi Hiền Quan và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Hưng chế biến tầm gửi cây gạo thành hai sản phẩm chính: tầm gửi cây gạo được phơi khô, đóng hộp và sản phẩm chiết xuất tầm gửi cây gạo thành nước uống thảo mộc chúng tôi có những cái đề tài nghiên cứu và đã được Sở Khoa học Công nghệ phê duyệt cái danh mục là tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cây tầm gửi gạo của xã Hiền Quan huyện Tam Đông và thời gian thực hiện của chúng tôi trong vòng 2 năm. Năm nay, tầm gửi cây gạo là một trong 6 sản phẩm ô cốp được huyện Tam Nông lựa chọn tham gia hội trợ thương mại Đền Hùng nhằm quảng bá thương hiệu từ sản phẩm ô cốp trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, À, trên tay tôi đang cầm đây là một sản phẩm được chiết xuất từ thành phần chính là tầm gửi cây gạo à, sản phẩm này được tạo ra thì từ sự liên kết giữa người dân doanh nghiệp và các hợp tác xã để góp phần nâng cao các giá trị thương hiệu của sản phẩm ô cốp trên thị trường